Thưa quý vị và các bạn, nam giới thường được coi là phái mạnh, chính vì thế họ thường chủ quan với sức khỏe của bản thân, đặc biệt là các vấn đề về bệnh lý nam khoa. Theo thống kê tại khoa nam học ở các bệnh viện trên cả nước, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt bệnh nhân đến để khám về các vấn đề nam học. Con số này tăng rất nhiều lần so với trước đây. Trong số các bệnh nhân đến khám, phổ biến nhất là mắc các chứng bệnh khó nói như yếu sinh lý nam, suy giảm ham muốn sinh lý, rối loạn cương dương. Phần lớn các bệnh nhân này có độ tuổi ngoài 30. Một báo cáo tại hội nghị ISGR của châu Á-Thái Bình Dương cho thấy rằng có tới 200 triệu nam giới tại khu vực này gặp trục trặc về mặt sinh lý. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% số người bệnh đến gặp bác sĩ về tình trạng bất ổn trong sinh lý của mình. Ở Việt Nam, số lượng nam giới suy giảm sinh lý đang không ngừng gia tăng và có dấu hiệu trẻ hóa. Song rất nhiều trường hợp chỉ vì chủ quan hay e ngại nên đã bỏ qua các dấu hiệu bệnh lý, không tới gặp các chuyên gia y tế để thăm khám và điều trị kịp thời, khiến các bệnh lý này biến chứng khó lường. Thống kê cho thấy ở nước ta cứ 3 người đàn ông thì có một người mắc bệnh rối loạn cương dương. Khoảng 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản khó có con. Tỷ lệ vô sinh hiện nay là 8 đến 10%, tương đương hơn 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản rơi vào tình trạng khó có con, mà trong đó nguyên nhân ở nam giới chiếm đến 55%. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Vậy đâu là dấu hiệu sớm của căn bệnh này và làm thế nào để có các phương pháp chăm sóc sức khỏe nam giới kịp thời? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia chương trình Vũ Quang Vịnh, dược sĩ y học cổ truyền. Vâng, xin chào chuyên gia. Chào Mai Hà, chào tất cả quý vị khán giả. Và tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin giới thiệu với chuyên gia, xin giới thiệu với quý vị khán giả có sự tham gia của nam diễn viên rất là quen thuộc với khán giả truyền hình. Xin giới thiệu diễn viên Đồng Thanh Bình. Xin chào anh ạ. Chào Mai Hà. Chào chuyên gia, xin chào tất cả các bạn khán giả. Vâng, thưa quý vị, ở đầu chương trình thì chúng tôi đã có một cuộc chia sẻ rất cởi mở với diễn viên Đồng Thanh Bình và anh có chia sẻ rằng anh nhận thức được ở tuổi của mình cũng như ở những người đàn ông thì sự suy giảm sinh lý tự nhiên chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy thì không biết là anh Bình, ngày hôm nay anh có những thắc mắc gì anh có thể chia sẻ cùng với chúng tôi cũng như chuyên gia? Cái điều đầu tiên thì thực ra cái việc này rất là tế nhị, không phải người nam giới nào cũng sẵn sàng là nói ra điều này với mọi người. Vậy thì để tránh tình trạng này thì tôi cũng là một người nam giới và tôi cho rằng là mình cũng đã đến độ tuổi trung niên. Thì cái điều đầu tiên tôi mong muốn chuyên gia cho biết được là những nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái việc mà yếu sinh lý. Nguyên nhân để mà yếu sinh lý mới suy giảm sinh lý. Ngày trước đây thì là ở cái độ tuổi là 40, nhưng bây giờ do cái áp lực công việc